vị, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, chuyển tải kịp thời nguồn tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ tín dụng chính sách trên, địa bàn đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2014 và hơn 3 năm thực hiện kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, mô hình tổ chức phương thức quản lý tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với cấu trúc hệ thống chính trị và thực tiễn Việt Nam. Đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 535 tỷ đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 4.180 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 4.170 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giúp cho hàng trăm ngàn lượt hộ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó đã tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 19.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, hỗ trợ cho gần 19.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, giảm gánh nặng về chi phí cho hộ gia đình, tạo cho hơn 67.000 lao động có được việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống, hỗ trợ cho vay xây dựng hơn 360 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp xây mới, sửa chữa nhà, mua nhà ở xã hội để ở, đảm bảo an cư lạc nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vực nông thôn, góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng giai đoạn, cụ thể giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 0,65% xuống còn 0,16%. Hết năm 2023, toàn tỉnh chỉ còn 512 hộ nghèo. Trong những năm qua thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã tập trung các nguồn lực để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó thì ưu tiên tập trung đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các đối tượng phục vụ chính là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Và hàng năm thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã chủ động tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy trình và đảm bảo 100% các hộ có đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn. Thì bên cạnh đó thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác lồng ghép với chương trình tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm để nâng cao cái hiệu quả việc sử dụng vốn cho người dân, nhằm để góp phần để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, toàn tỉnh đã giúp hơn 22.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Qua đó đã thu hút tạo việc làm cho trên 8.400 lao động, tạo điều kiện cho 773 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 24.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà ở xã hội. Như trường hợp của hộ gia đình ông Võ Văn Trông thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm nay nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay, ông Trông đã có nguồn vốn để chăn nuôi bò. Ông cần cù chịu thương chịu khó, vừa nuôi bò sinh sản, bò chỗ béo và nuôi heo kiếm thêm thu nhập, qua đó đã mang lại nguồn kinh tế ổn định, trang trải cho cuộc sống gia đình, phần nào giảm bớt được khó khăn. Đây là cũng có nằm trong cái hộ nghèo, nhưng mà cũng nhờ cái tiền của ngân hàng chính sách
rồi từ đó mà cho đến nay là ổn định cuộc sống. Hiện giờ cũng đang còn nằm hộ nghèo của tỉnh, nhưng năm nay chắc lẽ thoát nghèo luôn. Gia đình cũng ráng cố gắng để đi vươn lên nhiều hơn nữa, chứ giờ đâu có nghèo hoài được. Bằng mọi giá mình phải phát triển mạnh hơn. Coi như là tiếp cận được cái ngân hàng là ở chính sách, được có cái vốn của ngân hàng chính sách đã giúp đỡ rất tận tình cho những cái hộ nghèo, những hộ khó khăn. Nó cho nên là trong thời gian là người ta cũng sử dụng đúng mục đích. Nó thì trong cái đó làm là trong khi mà người ta nuôi chăn nuôi hay là hoặc là những là tiếp cận những cái nguồn vốn người ta làm là rất có hiệu quả. Nó để mà cái nâng cao cái đời sống của những cái hộ nghèo ngày càng được nâng lên. Tương tự, gia đình ông Trần Thái Sơn, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, cũng là một điển hình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông gặp biến cố con cái bệnh tật hiểm nghèo. Từ không có vốn để trồng trọt mưu sinh cho gia đình trong thời điểm khó khăn, nay đã là hộ mới thoát nghèo. Tôi là được cái ngân hàng chính sách cho vay từ lúc gia đình tôi là nghèo, cận nghèo, rồi khó khăn. Thì nhờ đó tôi mới có cái cuộc sống ổn định. Rồi địa phương từ ấp, xã, ở đảng ủy, rồi chủ tịch, hội đồng nhân dân, mặt trận nó rồi giúp cho tôi được giới thiệu cho ngân hàng chính sách. Làm cuộc sống chúng tôi, vợ chồng, gia đình tôi được tạm gọi là ổn, thoát qua cái cảnh nghèo. Nhưng giờ ngân hàng cũng cho tôi để mà vay tiếp tục thoát nghèo sau một năm. Thì tôi rất cảm ơn ngân hàng chính sách đã tạo điều kiện cho tôi. Ngoài ra, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng được củng cố và nâng cao. Nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách đã hỗ trợ tối đa cho những hộ gia đình có kinh doanh, sản xuất, khuyến khích mở rộng mô hình, cũng là một hình thức giải quyết việc làm cho các hộ nghèo có thể kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Khi mà vay được thì tình hình kinh tế của mọi người thì đỡ hơn, làm có công ăn chuyện làm thì mình gắng, mình cố gắng, ví dụ như mình làm mình tích lũy thì có được thêm một nguồn vốn vậy thì nó rất là tốt đẹp. Thì cái chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm là một trong những cái chương trình mà ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hòa Thành cũng đang thực hiện để cho vay, cũng nhằm góp phần thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương. Thì ngân hàng chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho các hộ vay vốn ở những cái làng nghề truyền thống nhằm duy trì cái làng nghề truyền thống ở địa phương, ví dụ như nghề đan lát, mây tre lá, hay là nghề làm nhang, hay là nghề làm bánh tráng ở địa phương. Thì giúp cho hộ vay mua các cái nguyên vật liệu cũng như là máy móc thiết bị để phục vụ cho cái việc đan lát. Và từ đó thì kinh tế gia đình họ cũng ổn định, vươn lên và góp phần giải quyết thêm một số cái lao động nhàn rỗi ở địa phương. Có thể thấy, hoạt động cho vay của ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cải tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh huy động các nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời kỳ, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội. Và nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã góp phần quan trọng tạo sinh kế cho người dân nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là giai đoạn 2011-2015 giảm từ 4,27% xuống còn 0,82%. Và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 thì giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,1% xuống còn 0% của năm 2020. Có nghĩa là đến thời điểm cuối năm 2020, Tây Ninh không còn hộ nghèo. Và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 thì tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,65% xuống còn 0,16% của cuối năm 2023. Chính sách tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách đã trở thành kênh tín dụng hiệu quả đối với người nghèo. Nó đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo thêm nhiều cái việc làm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay có thể khẳng định rằng tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo đã thật sự trở thành cái nguồn lực tiếp sức cho rất nhiều hộ gia đình
nghèo, cận nghèo có điều kiện để vươn lên phát triển, xây dựng cái cuộc sống ổn định và thoát khỏi nguy cơ tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng mở tài khoản quỹ vì người nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để bổ sung nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Đồng thời, các thành viên ban đại diện các cấp cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng tại cơ sở theo kế hoạch đề ra. Các sở ngành có liên quan và các đơn vị nhận ủy thác đã phối hợp tích cực với Ngân hàng Chính sách Xã hội tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả vốn tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn đến tay người dân, tiếp sức cho các hộ nghèo có cơ hội vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định.